làm một vlog Hạ nghĩ là khá là dài luôn á, bởi vì Hạ làm về chủ đề DIY. Các bạn biết rồi đó, khi mà mình trang trí phòng thì không thể một ngày hai ngày là có thể hoàn thành xong, mà có khi nó kéo dài khoảng 3 tuần 4 tuần Hạ cũng không chắc là mình sẽ làm trong bao lâu nữa. Hạ xin hứa là liên tục cập nhật tình hình của cái căn phòng này. Và tại sao Hạ lại quyết định chuyển tới đây? Bởi vì Hạ rất là thích cái kiểu chung cư cổ xưa á. Với lại là ở đây có một cái nguồn ánh sáng thực sự rất là tốt các bạn ạ. Nó có một cái cửa sổ to huỳnh và ánh sáng chiếu trực tiếp vào luôn, thì rất là tốt cho cái việc Hạ sản xuất cái nội dung vlog và đăng tải trên kênh của mình để phục vụ tất cả các bạn và không cần phải tốn tiền thuê studio. Xí bây giờ thì Hạ sẽ nói sơ qua cái căn phòng hiện tại của mình nhé. Căn phòng của Hạ đang đứng đây thì chắc rộng khoảng 25m² thôi ạ. Nó có một cái cửa sổ khá là to ở đây và một cái cửa chính bước ra ban công như thế này. Và ở trên đây thì có một cái gác khá là bé mọi người ạ. Hạ nghĩ là chỉ đủ cho một người ngủ thôi ạ. Và khi Hạ chuyển tới đây thì nó có một cái ghế sofa khá là to. Ta-da! Ở đây. Cái ghế sofa này khi mà Hạ chuyển tới thì các anh chủ cũ anh nói là thôi bây giờ Hạ có thể quăng đi hoặc là chuyển đi đâu đó tùy thích, bởi vì anh không còn sử dụng cái ghế sofa này nữa. Nó đã mất đi cái đệm ở trên rồi. Ở đây nó khá là cứng như thế này, các bạn thấy không ạ? Nói chung thì Hạ cũng muốn quăng đi nhưng mà nghĩ lại quăng đi thì rất là tiếc, cho nên là Hạ quyết định giữ lại để decor sau này. Hạ lại có hai cái chiếc máy, một chiếc vắt sổ và một chiếc máy may phục vụ cho cái công việc của mình. Còn ở phía bên này là một cái tấm pallet, một cái tấm gỗ khá là nặng như thế này. Hạ nghĩ là Hạ sẽ decor lại cái bảng này làm sao mà có thể đạt được cái hiệu quả nhất có thể. Thứ hai còn đây chính là một cái tấm đệm cá nhân mà Hà ngủ đỡ. Và ở trên trần nhà thì nó có một cái thanh ngang. Hà vẫn quyết định giữ lại cái này để mà có thể decor sau này. Ok, vậy là Hà đã giới thiệu sơ qua cái căn phòng của mình. Nói chung thì nó cũng rất là đơn giản phải không ạ? Nó chỉ có 4 bức tường, một cái cửa sổ khá là lớn, một cái cửa cái ở đây để bước ra ban công. Xí quên, Hà chưa nói đến đó là một cái sàn gỗ như thế này. Hà nghĩ cái sàn gỗ này cũng đã khá cũ kỹ rồi và thậm chí là nó có những cái vết lên lỗ. Nhưng mà chung quy lại thì Hà thấy cái sàn vẫn còn xài rất là tốt. Trước khi bắt tay vào thực hiện thì Hà đã nảy ra ý tưởng Hà sẽ decor cái căn phòng này thành phong cách tropical, có nghĩa là theo cái kiểu nhiệt đới. Bởi vì Hà cực kỳ thích cái kiểu như là có nhiều cây xanh, nhiều lá cây rồi phong cách hơi gỗ một chút xíu. Và bước đầu tiên thì Hạ nghĩ là Hạ sẽ dọn gọn lại đồ đạc cũng như là che chắn hết toàn bộ để mà sơn phết lại ngôi nhà này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thôi. Go! Xí quên, nếu mà không muốn nước sơn phai khắp nhà và bụi bẩn bám vào thì cái điều quan trọng là các bạn phải bê hết mền gối cũng như là dùng một cái màn che đậy cái phần dụng cá nhân các bạn nhé. Và giờ thì bắt đầu sơn thôi. Có một việc nhỏ Hạ rút ra được trong quá trình sơn là bạn sẽ dùng cái cọ phết ngược từ dưới lên để sơn không bị nhỏ giọt mà vẫn đảm bảo là bám đều trên bề mặt. Lúc sơn thì bạn nhớ dùng giấy báo hoặc là vải che chắn cẩn thận ở dưới viền cửa để sau khi mà hoàn thành xong á, chúng mình không cần phải tốn nhiều công sức để mà lau chùi nữa nha. Và đây chính là thành quả sau 3 giờ liên tục Hạ sơn phết cánh cửa này, cũng như là một cái kệ, cũng như là một vài cái vật dụng linh tinh còn phải sơn phết. Thực chất thì Hạ không phải là thợ sơn sừng sò, cho nên là cái việc lấm lem như thế này là một cái điều hết sức là bình thường. Nhưng mà yên tâm, Hạ có dán một cái lớp gọi là cái miếng dán đề can á xung quanh mấy cái ô này. Sau khi lớp sơn khô lại thì chỉ việc bóc cái lớp đề can nó ra thì Hạ nghĩ là nó sẽ ổn hơn. Dính sơn như thế này khó chịu phết đi. Chắc là bây giờ mình phải đi rửa dầu khô rồi. Cứ biểu dính á, Hạ không biết các bạn sơn như thế nào, nhưng mà mỗi lần Hạ sơn xong cái kiểu như là tắm luôn cả cái hộp sơn trên người hay sao ấy, chỗ nào cũng có sơn hết. Đố các bạn biết đây là gì? Nếu mà không bật mí thì chắc chắn các bạn không biết đây là bàn máy may khá là cũ kỹ của mommy Hạ đâu ha. Thì nó cũ đến mức mà miếng meca lợp ở trên bề mặt bong tróc ra thấy thương luôn á. Hạ quyết định là đặt mua 10 miếng đề can hoa văn sơn như thế này và xé toạc tụi nó ra để mà trang trí thay áo mới, phô biến cái bàn máy bay cũ thành bàn làm việc các bạn ạ. Thay vì không dán hết cả bàn mà Hạ sẽ chừa ra một cái khoảng để làm gì ạ? Đó là để đặt ly cà phê nè, trà sữa nè mà không bị thấm ướt đề can. Hạ quy định luôn, đây là khu vực super mini bar các bạn ạ, chỉ dành để đồ uống và thức ăn thôi. Tiếp theo là Hạ chuyển em ấy kế cạnh chiếc máy may và chiếc máy vắt sổ thành một đường thẳng, vừa tiết kiệm không gian lại vừa đỡ rối mắt hơn. Thank you.
Hạ đây. Thực ra thì Hạ mới vừa ra ngoài và mua một số đồ nội thất. Trời, rất là nóng luôn. Ngày hôm nay thì Hạ chỉ mua sơ sơ thôi, một cái kệ gỗ, rồi một cái móc treo đồ và một cái ghế như thế này. Đây, thực sự là mọi người nên cho ship tới nhà hoặc là nhờ các anh ship bê lên nếu mà bạn ở trên tầng 1 hoặc tầng 2 như Hạ. Trời, thật sự rất là mệt, rất là đuối. Mà công nhận là mua mấy cái đồ nội thất này cực kỳ đắt luôn ấy. Hạ mua sơ sơ thôi mà cũng tốn khá là nhiều tiền. Bây giờ thì chắc là Hạ sẽ mở cái bọc này ra và sẽ kiểm tra cũng như là lắp ráp lại một số cái này. Ok, let's go. Thật ra đây là lần đầu tiên Hạ ráp chiếc ghế này mà không cần bạn hướng dẫn nha. Ta da. Nhưng sự thật thì cũng lôi hơi gần cả 10 phút nghiên cứu đấy các bạn ạ. Lúc mới mở ra thì Hạ nghĩ là cái chiếc ghế này hơi bị thấp. Eo, mà không ngờ sau khi ráp hoàn chỉnh thì quá là ok luôn á. Đúng là giác quan ước chừng của Hạ hơi bị đỉnh đây. Thế ra và đây là một cái sào mọi người ạ. Đó là một cái sào hình chữ O khá là đơn giản. Và nó hình như có 3 size, là size S, M, L hay gì á. Nhưng mà cái size mà Hạ order này chính là size L, size lớn nhất. Mà Hạ nghĩ nó cũng không to lắm đâu. Bây giờ là mình sẽ ráp thử coi thử là nó to khỏe mơ như mọi người nhé. Lần này thì có vẻ khả quan hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, Hạ ráp chiếc sào treo quần áo này cũng nhanh hơn hẳn. Nói chung thì các thanh gỗ khá là nhẹ và các chi tiết đều đơn giản nên là Hạ không gặp khó khăn lắm. Tổng cộng thì có khoảng 6 thanh gỗ ép và kèm theo là nhiều ốc vít, có cả cây vặn ốc luôn. À, mà sau khi lắp xong thì Hạ thấy nó cũng không quá là to nhưng hơi thấp mọi người ạ. Nếu bạn có nhiều chiếc đầm maxi dài và chất liệu hơi nặng một chút xíu thì Hạ nghĩ đây không phải là lựa chọn tốt đâu. Được cái là vừa đơn giản vừa xinh, hợp với style của Hạ, vậy thôi à. Nhưng mà cái kệ gỗ này mới là vấn đề mọi người ạ. Nó thực sự rất là nặng và to nữa chứ. Hạ mua loại to nhất, cao tầm khoảng 1m6 và có tới tận 5 ngăn. Lắp ráp thì thật sự hơi bị đuối bởi vì nó quá là nặng và quá nhiều chi tiết. Hạ đây, Hạ mới vừa trở về từ xưởng gỗ. Hạ đến đó để mà có thể mua lại những cái cây kiểu như cũ ấy. Hạ muốn làm cho nó theo với phong cách vintage nhưng mà không ngờ là Hạ nhặt được một số cái khung như thế này. Wow, những cái khung này hình như là chất lượng nó cũng đã không được tốt lắm. Nhưng mà không sao, Hạ nghĩ là Hạ sẽ sửa lại được. Và ngay khi mà nhìn thấy những cái khung này thì trong đầu Hạ tự nhiên chợt nảy ra ý tưởng là Hạ sẽ vẽ tranh. Tại vì Hạ rất là thích tranh cái kiểu như là tropical, cái tranh nó kiểu cây lá nhưng mà search hoài trên mạng không có tìm được. Những cái bức mà Hạ thích thì nó lại kiểu order nước ngoài ấy. Hạ cũng không biết là chất lượng như thế nào cho nên Hạ quyết định là vẽ, nên Hạ chuẩn bị giấy nè, màu nè, có cỏ luôn. Nói chung là Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng để vẽ nên những cái bức tranh và sau đó mình sẽ lập vào những cái khung này. Hạ không biết là ý tưởng của mình có thành công hay không nữa nhưng mà làm ơi. Chính là thành quả của 2 tiếng đồng hồ. Ta-da! Bức tranh đầu tiên của Hà mọi người ạ. Đẹp không? Để lồng vào khung thì Hà sẽ dùng băng keo hai mặt loại siêu siêu dính, dùng trong dán đẹp trần nhà mọi người. Nếu mà bạn dùng loại keo hai mặt bình thường thì khả năng bong tróc khá là cao vì bề mặt gỗ hơi bị gồ ghề, còn giấy thì lại hơi cứng nữa. À, mà lúc dán thì bạn nên cẩn thận đôi chút vì dán sai một xíu thôi là coi như giấy bị rách và bỏ luôn bức tranh, hơi bị tiếc ha. Hi, chào các bạn, Hạ đã quay trở lại rồi đây. Các bạn ơi, và công việc của Hạ ngày hôm nay sẽ liên quan đến cái tấm gỗ pallet này. Thực ra thì Hạ mua cái tấm gỗ pallet này cách đây cũng khá là lâu rồi và nó khá là nặng. Lúc mới mua về thì nó chỉ có những cái cây tròn như thế này và nhiệm vụ của nó là sẽ gắn lên cái bản pallet như thế này nè mọi người. Đó, rồi sau đó mình có thể treo những cái vật dụng như là giỏ hoặc là nón lên trên cái thanh này. Nó vậy thôi à, nhưng mà bây giờ Hạ muốn nó biến đổi, nó có nhiều công dụng hơn. Cho nên nhiệm vụ của Hạ ngày hôm nay là sẽ đi coi lại cái bản này. Trước tiên thì Hạ sẽ dùng thước đo chiều dài của thanh gỗ. Sau đó sẽ đo cái miếng dán dư ra tầm khoảng 3cm thôi. Hạ định là bắt khoảng 3 kệ và 2 miếng vuông nhỏ.
nên là mình cũng nhờ người bán họ cắt ra luôn. Nói chung thì bạn nên lên kế hoạch trước và nhờ người bán họ cắt ra giúp, bởi vì thông thường họ sẽ bán nguyên một tấm ép khá là to, vì còn lại là ghim mấy thanh gỗ và đặt tấm ép lên thôi. Thế là họ có thêm kệ, đặt để được nhiều đồ hơn chứ không đơn giản chỉ treo như trước ha. Đây là một chiếc cửa sổ khá to và nắng chiếu vào khá gắt, thế nên là họ quyết định treo rèm tre thay vì rèm vải các bạn ạ. Vì miếng rèm này làm từ tre khá hợp với concept lúc đầu của họ, có khả năng giảm nhiệt tốt hơn so với rèm vải. Và nhìn nó cũng sang, có điểm nhấn hơn nữa chứ. Ta-da! Và đằng sau lưng họ đây là một cái mảng tường vẫn chưa có decor gì cả. Và cái mảng tường này thực sự nó khá là bẩn. Thì lần tiếp theo của họ là sẽ bị coi là cái mảng tường này sẽ không còn trống trải như trước nữa. Như các bạn đã thấy là ở gần sát bên trần nhà là có một cái thanh sắt bắc ngang từ cái gác lửng cho đến cái xà ngang mà hồi trước họ nói là họ sẽ giữ lại. Ta ta, và đây chính là hai cái thân cây họ mới vừa nhặt được ngoài đường. Nói chung thì trong nó xấu xí thế thôi, nhưng nó có một cái công dụng tuyệt vời trong cái việc họ sẽ làm một cái móc treo quần áo các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm thôi. Hãy dùng dây thừng loại to bản và cột thiệt chắc để mà treo lên sào á. Nếu mà bạn không dùng dây thừng to bản thì khả năng dây bị đứt khá cao, vì nó phải chịu một cái áp lực hết sức nặng nề từ khúc gỗ. Và sau này sẽ là những chiếc áo, chiếc quần nè, được treo lên từ một cái độ cao tầm khoảng 1.5 m chứ chẳng đùa. Nãy giờ nói chung thì chỉ mất 15 phút để ngồi ngỡ cái đám mùi này, thực sự nó rất là rối. Nhưng mà không sao các bạn ạ, khi mà treo lên như thế này rất là đẹp. Và Hạ mình treo cái góc vuông từ đằng này và cái thanh mà lúc đầu mà Hạ nghĩ là mình sẽ để lại decor, thì bây giờ Hạ sẽ treo cái đám đèn này lên. Rồi sau đó thì nó sẽ thả dây xuống lòng thòng vì Hạ sẽ rất là đẹp. Bây giờ tụi mình cùng treo nhé. Và để bức tường có thêm điểm nhấn thì Hạ sẽ bắt một chiếc kệ gỗ. Tới đây Hạ sẽ dùng hai chiếc eke vuông khoan lên tường để đặt một chiếc kệ trắng. Later. Chào các bạn, Hạ đây. Nói chung thì công việc ngày hôm nay của chúng ta liên quan đến từ giường chiếu. Nghe thì có vẻ hấp dẫn ha, nhưng thực ra ngày hôm nay thì Hạ quyết định là thay đổi ga giường mới. Lúc ban đầu thì Hạ định đi chợ vải và thiết kế cho mình một bộ ga giường cũng như là ga gối nói theo phong cách đặc biệt của riêng mình. Tuy nhiên sau khi mà Hạ đã đi rồi, Hạ vẫn cảm thấy chưa có tìm được ưng ý. Thế là cuối cùng Hạ sẽ lướt web và Hạ tìm thấy một bộ ga giường khá là ok. Hạ order từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, hôm nay là thứ sáu, là Hà đã order được 5 ngày và nó đã về tới đây. Nói chung đây là lần đầu tiên Hà order cái ga đệm trên mạng. Nó tầm khoảng 350. Hà không biết chất lượng như thế nào, bây giờ mình coi thử nha. Wow, cũng khá là mát. Chờ cái mùi vải mới nó hơi thăng một chút xíu. Ở đây là cái gì ta? Hạ biết rồi, cái này là ga gối dài như thế này. Hạ biết rồi, đây là vỏ gối ôm mọi người ạ. Tại sao nó lại chỉ có một màu như thế này ta? Hơi bị thất vọng một chút xíu, nó không được như ga gối mọi người ạ. Đây, ga gối nằm thì nó được hai mặt, một cái mặt lá và một cái mặt xám như thế này. Riêng cái ga gối ôm á, oh my god, trời ơi, tại sao nó lại như thế này? Thất vọng quá ạ. Nói chung thì nhìn sơ cái đống này thì Hà cảm thấy không hài lòng lắm. Chắc là Hà sẽ đi co lại, Hà sẽ thiết kế lại làm sao cho nó phù hợp với cái concept của mình. Thứ ba còn đây là vỏ gối sofa mọi người ạ. Nói chung Hà chỉ có order vỏ gối thôi ạ. Tại vì cái ruột gối Hà có thể may được. Cũng khá đẹp nhờ. Để mình kiểm tra luôn cái này. Ok ha. Wow, cũng khá xinh mọi người ạ. Hà trải vỏ mền mới mua và đặt chiếc mền cũ của mình lên để mà so sánh chiều dài rộng. Và kết quả là má ơi, nó to kinh khủng khiếp. Không sao, Hạ sẽ cắt bỏ đi cái phần dư này và sau đó sẽ may lại cái phần cắt. Còn cái vỏ của ông không một chút liên quan này ư? Yên tâm, Hạ đã có cách rồi đây. Hạ sẽ dùng phần vải thường mới cắt dư ra của vỏ mền để mà có thể may lại vỏ gối ôm mới. Còn cái vỏ màu xám thì Hạ tận dụng để may ruột gối.
À, mà chỉ có tận dụng may được một cái thôi à. Cái còn lại Hà phải cắt từ chiếc đầm màu trắng lâu rồi Hà không sử dụng được nữa. Tối đa vậy là chúng ta sẽ có hai cái ruột gối được lồng vào hai vỏ gối mới tinh. Hopes and dreams. You played your part, you fooled me. Didn't want to face reality. And all the tangles of our past are smoking ashes now. Forgive and remember, it's the only way to be when you're me in times like these. Forgive and remember, it's the only way to see what is real. To be free, to be free. You want it only your way. Otherwise, you said you couldn't stay. You're so unsure of who you are. You turn something good into playing games. And all the tangles of our past are smoking ashes now. Forgive and remember, it's the only way to be when you're me in times like these. Là ngày hôm nay thì Hà sẽ làm room tour cho các bạn luôn. Nhưng các bạn hãy nhìn đi, vlog của chúng ta đã quá là dài rồi. Cho nên là Hà xin hẹn các bạn trong vlog tiếp theo về room tour nha. Hà hy vọng là vlog ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng cho các bạn rất là nhiều trong cái việc là tự tay trang trí cái căn phòng mơ ước của mình các bạn nhé. À, xin xí quên, nếu video ngày hôm nay khá là thú vị thì các bạn nhớ cho Hà một like cũng như là nhấn nút subscribe ở phía góc màn hình. Và ring the bell, nhấn cái chuông bé xinh xinh để cho chúng ta có một cơ hội gặp lại nhau ngay khi nhận được thông báo các bạn nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, love you.